số 130, Kinh Thiên Sứ, Devaduta Sutta. 261. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, xá vệ Jetavana, Kỳ Đà Lâm tại tinh xá ông Anatha Pindika cấp cô độc. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn các vị tỳ kheo ấy vâng đáp thế tôn thế tôn nói như sau ví như này các tỳ kheo có hai nhà có cửa ở đây một người có mắt đứng chính giữa có thể thấy những người đi vào nhà đi ra khỏi nhà đi qua đi lại cũng vậy này các tỳ kheo ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy các chúng hữu tình chết đi sanh lại hạ liệt cao sang, đẹp trai, xấu hình, thiện thú, ác thú, tùy theo hạnh nghiệp của họ. Và ta nghĩ, các vị hữu tình này, do thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc thánh, có tránh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tránh kiến. Các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này hay các vị hữu tình này do thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với chánh kiến. Các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh ra giữa loài người. Còn các vị hữu tình do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc thánh, có tà kiến thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến. Các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi ngạ quỷ, Peti Visaja, hay các vị hữu tình này do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến. Các hữu tình ấy sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào các loại bàng xanh hay các vị hữu tình này Do thành tựu thân ác hành Vân vân Như trên Vân vân Sau khi thân hoại mạng chung Bị sanh vào cõi giữ Ác thú Đọa xứ Địa ngục 262 Này các tỷ kheo Các người coi giữ địa ngục Sau khi bắt giữ người ấy Với nhiều cánh tay Dẫn người ấy đến trước vua Gia Ma Và thưa Tâu Đại Vương người này không có từ tâm không xứng là sa môn không xứng là bà la môn không kính trọng các vị lớn tuổi trong gia đình đại vương hãy trừng phạt nó này các tỷ kheo vua sa ma chất vấn người ấy cật vấn thẩm vấn người ấy về thiên sứ thứ nhất này người kia ngươi có thấy thiên sứ thứ nhất đã hiện ra giữa loài người không người ấy nói thưa ngài không thấy rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người ấy, Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người, có đứa con nít nhỏ, yếu ớt, nằm ngửa, nằm rơi vào giữa phân và nước tiểu của nó hay không? Người ấy đáp, thưa ngài có thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người ấy, Này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ ta bị xanh chi phối ta không thoát khỏi xanh ta hãy làm điều thiện về thân khẩu và ý người ấy đáp thưa ngài tôi không có thể làm vì tôi phóng giật thưa ngài rồi này các tỷ kheo vua gia ma nói với người ấy này người kia nếu vì phóng giật nên ngươi không làm điều thiện về thân khẩu ý chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi này người kia tùy theo sự phóng giật của ngươi vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi không phải do mẹ làm không phải do cha làm không phải do anh làm không phải do chị làm không phải do bạn và thân hữu làm không phải do bà con huyết thống làm không phải do sa môn bà la môn làm không phải do chư thiên làm ác nghiệp ấy chính do ngươi làm chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. 263 Này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn và thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ nhất, vua Gia Ma mới chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về thiên sứ thứ hai. Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người, thiên sứ thứ hai hiện ra không? Người ấy đáp, thưa ngài không thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người kia, Này người kia, ngươi có thấy người đàn bà hay người đàn ông 80 tuổi, hay 90 tuổi, hay 100 tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, chống gậy, vừa đi vừa run, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã qua mất, giang rụng, tóc sói, da nhăn, run rẩy với tay chân bạc màu. Người ấy đáp, thưa ngài có thấy rồi này các tỷ kheo Vua Gia Ma nói với người ấy Này người kia Tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi Nhưng ngươi không có nghĩ Ta bị già chi phối Ta không thoát khỏi già Ta hãy làm điều thiện về thân Khẩu và ý Người ấy đáp Thưa ngài tôi không có thể làm Vì tôi phóng giật Thưa ngài Rồi này các tỷ kheo Vua Gia Ma nói với người ấy này người kia nếu vì phóng giật nên ngươi không làm điều thiện về thân khẩu ý chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi này người kia tùy theo sự phóng giật của ngươi vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi không phải do mẹ làm không phải do cha làm không phải do anh làm không phải do chị làm không phải do bạn và thân hữu làm không phải do bà con huyết thống làm không phải do sa môn bà la môn làm không phải do chư thiên làm ác nghiệp ấy chính do ngươi làm chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy 264 này các tỷ kheo sau khi chất vấn cật vấn thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ hai vua gia ma mới chất vấn cật vấn thẩm vấn về thiên sứ thứ ba này người kia ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ ba hiện ra không người ấy đáp thưa ngài không thấy rồi này các tỷ kheo vua gia ma nói với người kia này người kia ngươi có thấy người đàn bà hay người đàn ông bị bệnh hoạn khổ não bị bệnh trầm trọng nằm rơi vào trong nước tiểu và phân của mình cần người khác nâng dậy cần người khác dìu nằm xuống người ấy đáp thưa ngài có thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người ấy. Này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ. Ta bị bệnh chi phối, ta không thoát khỏi bệnh. Ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý. Người ấy đáp, thưa ngài, tôi không có thể làm vì tôi phóng giật, thưa ngài. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người ấy này người kia nếu vì phóng giật nên ngươi không làm điều thiện về thân khẩu ý chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi này người kia tùy theo sự phóng giật của ngươi vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi không phải do mẹ làm không phải do cha làm không phải do anh làm không phải do chị làm không phải do bạn bè thân hữu làm không phải do bà con huyết thống làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. 265 Này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ ba, Vua Gia Ma mới chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về thiên sứ thứ tư này người kia ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ tư hiện ra không người ấy đáp thưa ngài không thấy rồi này các tỷ kheo vua gia ma nói với người kia này người kia ngươi có thấy giữa loài người các vua chúa sau khi bắt được tên trộm cướp có phạm tội liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác họ đánh bằng roi họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình phạt bối đầu hình, xẻo đỉnh đầu thành hình con giò, họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình, hỏa man hình, lấy lửa đốt thành vòng hoa, trúc thủ hình, đốt tay khu hành hình, lấy dơm bện lại rồi siết chặt. Bì y hình, lấy vỏ cây làm áo. Linh dương hình, hình phạt con dê núi. Câu nhục hình, lấy câu móc vào thịt. Tiền hình, cắt thịt thành hình đồng tiền. Khối chấp hình, chuyển hình, cao đạp đài. Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn. Họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu người ấy nói thưa ngài có thấy rồi này các tỷ kheo vua gia ma nói với người ấy này người kia tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi nhưng ngươi không có nghĩ thật sự những ai làm các ác nghiệp họ phải chịu những hình phạt sai khác ngay trong hiện tại như vậy huống nữa là về đời sau ta hãy làm điều thiện về thân khẩu ý người ấy đáp thưa ngài tôi không có thể làm vì tôi phóng giật thương ngài rồi này các tỷ kheo vua gia ma nói với người ấy này người kia nếu vì phóng giật nên ngươi không làm điều thiện về thân khẩu ý chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi này người kia tùy theo sự phóng giật của ngươi vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi không phải do mẹ làm không phải do cha làm không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. 266 Này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ tư vua gia ma mới chất vấn cật vấn thẩm vấn về thiên sứ thứ năm này người kia ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ năm hiện ra hay không người ấy đáp thưa ngài không thấy rồi này các tỷ kheo vua gia ma nói với người ấy này người kia ngươi có thấy giữa loài người người đàn bà hay người đàn ông chết đã được một ngày, hai ngày hay ba ngày, sưng phồng lên, xanh xám lại, giữa nát ra. Người ấy nói, thưa ngài có thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người ấy, này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ, ta bị chết chi phối, ta không thoát khỏi chết ta hãy làm điều thiện về thân khẩu và ý người ấy đáp thưa ngài tôi không có thể làm vì tôi phóng giật thưa ngài rồi này các tỷ kheo vua gia ma nói với người ấy này người kia nếu vì phóng giật nên ngươi không làm điều thiện về thân khẩu ý chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi này người kia tùy theo sự phóng giật của ngươi vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi không phải do mẹ làm không phải do cha làm không phải do anh làm không phải do chị làm không phải do bạn bè thân hữu làm không phải do bà con huyết thống làm không phải do sa môn bà la môn làm không phải do chư thiên làm ác nghiệp ấy chính do ngươi làm chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy 267 Rồi này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người ấy về thiên sứ thứ năm, vua giữ im lặng. Rồi này các tỷ kheo, các người coi giữ địa ngục bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc, băng cha Vidaban Đa Năng. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn thống khổ khốc liệt nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp ấy chưa được tiêu trừ này các tỷ kheo các người coi giữ địa ngục bắt người ấy nằm xuống và lấy bố chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo! Các người coi giữ địa ngục dựng ngược người ấy, chân phía trên, đầu phía dưới và lấy bố chặt người ấy người ấy ở đây cảm thọ, vân vân, chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người coi giữ địa ngục cột người ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới chạy lui trên đất được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ, vân vân, chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người coi giữ địa ngục, đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống trên một sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ, vân vân, chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người coi giữ địa ngục, đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống trên một sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ vân vân chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người coi giữ địa ngục, dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới, và quăng người ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, ở đây bị nấu với vạc nước sôi sùng sục, khi thì nổi lên trên, khi thì chìm xuống đáy khi thì trôi giạt ngang người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn thống khổ khốc liệt nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ rồi này các tỷ kheo những người coi giữ địa ngục quăng người ấy vào đại địa ngục này các tỷ kheo đại địa ngục ấy có bốn góc bốn cửa chia thành phần bằng nhau xung quanh có tường sắt mái sắt lợp lên trên nền địa ngục bằng sắt nung đỏ cháy đỏ rực đứng thẳng luôn có mặt rộng một trăm do tuần này các tỷ kheo từ tường phía đông của đại địa ngục ấy những ngọn lửa bừng cháy lên được thổi tạt đến tường phía tây những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía tây được thổi tạt đến tường phía đông những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía bắc được thổi tạt đến tường phía nam những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía nam được thổi tạt đến tường phía bắc những ngọn lửa bừng cháy lên từ phía dưới được thổi tạt lên phía trên những ngọn lửa bừng cháy lên từ phía trên được thổi tạt xuống phía dưới người ấy ở đây cảm thọ những cảm giác đau đớn thống khổ khốc liệt nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. 268 Này các tỷ kheo, rồi có một thời rất lâu dài, khi cửa phía đông của đại địa ngục được mở ra, người ấy chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh và mau lẹ, ra ngoài bị cháy, ra trong bị cháy, thịt bị cháy, dây gân bị cháy xương bị khói sông đen sự trốn thoát của người ấy là như vậy này các tỷ kheo dù cho người ấy có cố gắng rất nhiều cửa vẫn đóng chống lại người ấy tại đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn thống khổ khốc liệt nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ rồi này các tỷ kheo có một thời rất lâu dài, khi cửa phía Tây được mở ra, vân vân, như trên, vân vân, cửa phía Bắc được mở ra, vân vân, như trên, vân vân, cửa phía Nam được mở ra. Người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh và mau lẹ, ra ngoài bị cháy, ra trong bị cháy, thịt bị cháy, dây gân bị cháy, xương bị khói sông đen sự trốn thoát của người ấy là như vậy này các tỷ kheo dù cho người ấy có cố gắng rất nhiều cửa vẫn đóng chống lại người ấy tại đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn thống khổ khốc liệt nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi các ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ rồi này các tỷ kheo có một thời rất lâu dài khi cửa phía đông được mở ra người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ vân vân như trên vân vân sự trốn thoát của người ấy là như vậy người ấy đi ra khỏi cửa ấy 269 nhưng này các tỷ kheo cận sát đại địa ngục là đại địa ngục phấn nị gutha niraja người ấy rơi vào địa ngục này. Này các tỷ kheo, tại phấn nị địa ngục ấy, các chúng sanh với miệng như mũi kim cắt đứt ra ngoài. Sau khi cắt đứt ra ngoài, chúng cắt đứt ra trong. Sau khi cắt đứt ra trong, chúng cắt đứt thịt. Sau khi cắt đứt thịt, chúng cắt đứt dây gân. Sau khi cắt đứt dây gân, chúng cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng cắt đứt xương tủy Ở đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát đại địa ngục phấn nị ấy là đại địa ngục nhiệt khôi, than hừng, Kukula Niraja, người ấy rơi vào ở đấy, ở đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát đại địa ngục nhiệt khôi là đại châm thọ lâm, simbali vana, cao một do tuần, với những gai nhọn dài 16 ngón tay, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực họ bắt người ấy leo lên, leo xuống. Ở đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát đại châm thọ lâm là đại kiếm diệp lâm, rừng lá gươm, asipata vana, người ấy rơi vào trong ấy. Ở đấy, các lá cây, do gió lay động cắt đứt tay của người ấy cắt đứt chân cắt đứt tay chân cắt đứt tai cắt đứt mũi cắt đứt tai mũi ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn thống khổ khốc liệt nhưng người ấy không thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ nhưng này các tỷ kheo cận sát đại kiếm diệp lâm là đại khôi hà sông vôi Kharo Nadi Người ấy rơi vào trong ấy Tại đấy Người ấy bị trôi thuận theo dòng nước Người ấy bị trôi ngược lại dòng nước Người ấy trôi thuận theo Ngược lại dòng nước Ở đấy Người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn Thống khổ, khốc liệt Nhưng người ấy không thể mệnh chung Cho đến khi ác nghiệp của người ấy Chưa được tiêu trừ 270 Rồi này các tỷ kheo Những người coi giữ địa ngục Câu người ấy lên với móc câu Đặt người ấy trên đất Và nói với người ấy Này người kia, ngươi muốn gì? Người ấy nói Thưa các ngài, tôi đói bụng Rồi này các tỷ kheo Các người coi giữ địa ngục Lấy cọc sắt nung đỏ Cậy miệng người ấy và nhét vào miệng người ấy những cục đồng nung đỏ cháy đỏ cháy thành ngọn cháy đỏ rực môi người ấy bị cháy miệng bị cháy cổ họng bị cháy ngực bị cháy và kéo theo ruột lớn ruột nhỏ các cục đồng ấy rơi ra ngoài từ phía dưới ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn thống khổ khốc liệt nhưng người ấy không thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ rồi này các tỷ kheo các người coi giữ địa ngục nói với người ấy này người kia ngươi muốn gì người ấy nói thưa các ngài tôi khát nước rồi này các tỷ kheo các người coi giữ địa ngục lấy cọc sắt nung đỏ cậy miệng người ấy ra và đổ vào miệng người ấy nước đồng nấu sôi cháy đỏ cháy thành ngọn cháy đỏ rực môi người ấy bị cháy miệng bị cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy. Và kéo theo ruột lớn, ruột nhỏ, nước đồng sôi ấy chảy ra ngoài từ phía dưới. Ở đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người coi giữ địa ngục, lại quăng người ấy vào đại địa ngục. Một thời xưa lắm, này các tỷ kheo, vua Gia Ma suy nghĩ như sau. Những ai làm ác nghiệp ở đời, phải thọ lãnh những hình phạt sai khác như vậy. Mong rằng ta được làm người, và như lai bậc A-la-hán tránh đẳng giác xuất hiện ở đời. Và ta có thể hầu hạ Thế Tôn, và Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thể thông hiểu Pháp Thế Tôn thuyết giảng. Này các tỷ kheo, điều ta đang nói không phải ta nghe từ một sa môn hay bà la môn nào khác, nhưng điều ta đang nói chỉ được ta biết mà thôi, chỉ được ta thấy mà thôi, chỉ được ta hiểu mà thôi. 271 Thế Tôn thuyết giảng như vậy, sau khi thiện thệ nói như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm như sau dầu thiên sứ báo động thanh niên vẫn phóng giật họ ưu buồn lâu dài sanh làm người hạ liệt ở đây bậc chân nhân được thiên sứ báo động không bao giờ phóng giật trong diệu pháp bậc thánh thấy sợ trong chấp thủ trong hiện hữu sanh tử được giải thoát chấp thủ sanh tử được đoạn trừ được yên ổn an lạc, ngay hiện tại tịch tịnh, mọi oán hận, sợ hãi, các vị ấy vượt qua mọi đau đớn sầu khổ, họ đều được siêu thoát. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 0283620 8438 Website Diệu Pháp Âm .net Kênh Youtube Youtube.com Xuyệt Diệu Pháp Âm